Dạ kính thưa quý thầy chủ tọa đoàn, kính thưa quý thầy cô và kính thưa các anh chị. Như vậy là giờ nó cũng gần hết. Các thầy cô, các anh chị đã báo cáo những chủ đề rất là hoành tráng trong cái bước C, trong tiếp cận bệnh nhân nguy kịch. Tôi xin trình bày hai cái bước nó cơ bản hơn là bước A và bước B. Thì thưa quý thầy cô, quý anh chị, chúng ta tiếp cận bệnh nhân nguy kịch tại cấp cứu hoặc là bệnh nhân tại ICU. Thì cái bước cơ bản quan trọng đầu tiên nhất là chúng ta kiểm soát đường thở như thế nào. Chúng tôi trình bày cái nội dung này là vì có một số trường hợp thì tôi cũng rảnh, thì các anh chị đi COVID về hoặc là đi làm bình thường, tuy nhiên nó có cái biến chứng, đặt cái ống nó vô trong thực quản, cuối cùng bệnh nhân nó chết. Bệnh nhân nó thiếu oxy, đặt ống xong mà cái bệnh nhân nó thiếu oxy nặng hơn, nó cũng chết. Về không biết là để giải tỏa với ai thì tôi cũng rảnh cho mấy anh chị đến người ta chia sẻ để mà nó đỡ stress, tinh thần bớt. Cho nên như tôi thấy thì cái vấn đề này cũng được nên được trình bày lại. Và cái gần đây nhất thì Hội Hồi sức Cấp cứu Hoa Kỳ, người ta cũng đưa ra 10 cái điểm khuyến cáo chúng ta tiếp cận cái này như thế nào để cho nó hiệu quả, giảm tỷ lệ biến chứng. Thì chúng tôi xin trình bày hai phần, tình hình cái vấn đề nó đến đâu và chúng ta cái bước tiếp cận 7P này như thế nào. Chúng ta kiểm soát đường thở trong 3 trường hợp. Một là nó bệnh nhân không duy trì được đường thở, hai là không đảm bảo được, thứ ba là cung cấp oxy không đủ, và thứ tư là nó có thể diễn biến xấu. Chúng ta có 4 cái mục tiêu là làm sao để thành công ngay trong lần đầu tiên, nhưng nó ít không phải hít dịch vào trong dạ dày, và chúng ta dạ tránh được hai cái biến chứng là nó tụt huyết áp và cái ngừng tuần hoàn ngay phía sau đó, và thiếu oxy trong quá trình chúng ta can thiệp trên cái bệnh nhân nó đang bị thiếu oxy. Chúng ta làm như vậy có biến chứng không? Nó có rất nhiều biến chứng. Tuy nhiên là nó có được báo cáo không? Nó không được báo cáo, và chúng ta đổ thừa là do bệnh nhân nó bị nặng. Thì người ta tổng hợp lại thì người ta thấy là biến chứng chung là khoảng gần 40%, đặt vào thực quản 8%. Mà các trường hợp mà chúng ta đặt từ 2 lần trở lên thì cái tỷ lệ nó nặng lên phía sau đó là 25%. Và cái tỷ lệ tử vong là liên quan đến cái này mà chúng ta làm không được. Hoặc là chúng ta đặt vô trong dạ dày và cuối cùng nó tử vong khoảng 3%. Thì cái này nó làm báo cáo thì chắc là nó cũng có cái gia giảm, cho thực tế thì tôi nghĩ nó nhiều hơn. Có những lúc mình đặt ống xong nó đi luôn mất, chứ nó không làm gì được hết, và mình đổ thừa là chắc là do bệnh nhân nó nặng. Anh em bấm giùm cho cái chúng ta không mong muốn thấy cái hình ảnh này. Khi chúng ta đưa cái đàn vào, chúng ta thấy là dịch ở dưới thực quản nó trào lên và nó đi vào trong khí quản. Thì cái này cũng đã được ông Mendelsohn, ông mô tả từ năm 1946, trước khi ngành gây mê hồi sức ra đời, để mà kiểm soát cái này. Từ đó sau này người ta mới đưa ra cái việc đặt nọc khí quản chủ nhanh để tránh giảm cái hiện tượng này. Và người ta có cái lưu đồ đặt nọc khí quản ở bệnh nhân nguy kịch trong ICU và trong cấp cứu. Thì trong cái lưu đồ này nó chia ra làm 3 cái điểm chính. Nếu như bệnh nhân cấp cứu ngừng tuần hoàn, hấp hối hoặc ngừng tim thì chúng ta có cái lưu đồ riêng. Cái thứ hai là nếu như bệnh nhân nó bị đánh giá mà nó có cái đường thở khó thì chúng ta có cách tiếp cận riêng, và có thể là chúng ta phải đặt nọc khí quản bệnh nhân tỉnh. Còn nếu như mà không, bệnh nhân nó không phải, nó vô hai cái ô trên, thì chúng ta đặt nọc khí quản chủ nhanh. Rồi tôi xin trình bày cái nội dung này. Cái nọc khí quản chủ nhanh thì nó có cái mục tiêu là chúng ta cho tối ưu bệnh nhân trước, cho dự trữ oxy. Cái điều quan trọng nhất ở đây là phải dự trữ oxy. Nếu như chúng ta thấy oxy nó thiếu mà chúng ta đặt nọc khí quản luôn thì cái xác suất là nó bệnh nhân nó thiếu oxy ngay sau đó rất lớn. Sau khi tối ưu bệnh nhân dự trữ oxy, chúng ta cho thuốc khởi mê và thuốc giãn cơ với cái mục tiêu là chúng ta đặt được nọc khí quản nó thành công ngay lần đầu tiên nhưng nó không bị hít dịch vào phổi. Thì cái chuyện hít dịch vào phổi này cũng cực kỳ quan trọng. Nhưng lúc mọi thứ xong hết rồi, chụp phim ra thì trong quá trình đặt ống hoặc trước đó là bệnh nhân nó có hít dịch vào phổi. Một cái chuyện mà chúng ta điều trị hít dịch vào phổi thì ít nhất là phát 15 đến 30 ngày. Thì cái điểm quan trọng ở đây là người ta không bóp bóng trong cái quá trình mà chúng ta đặt ống. Vì bóp bóng thì có nguy cơ nó trào ngược nhiều hơn. Mà muốn được không bóp bóng thì phải dự trữ oxy rất là tốt trước đó. Và cái quy trình này nó gồm có 7 bước. Cái bước đầu tiên người ta chuẩn bị thì người ta đánh giá phát hiện đường thở khó bằng các cái thang điểm giải phẫu. Và chúng ta phát hiện các cái trường hợp bất khó về mặt sinh lý để chúng ta dự phòng, điều chỉnh trước và xây dựng cái kế hoạch điều trị. Cái thứ hai là cụ thể của cái việc đánh giá này thì chúng ta có 4 cái thang điểm để phát hiện bệnh nhân soi phế quản khó bằng Lehmann, chúng ta bóp bóng khó bằng Roman, chúng ta đặt cái mắt thanh quản khó bằng Rod, và chúng ta mở màng giám nhãn khó bằng
SMART. Sau khi mà chúng ta đánh giá đường thở khó bằng các điểm giải phẫu thì chúng ta chuyển qua cái phần mà chúng ta tối ưu và đánh giá về mặt sinh lý. Thì có những bệnh nhân nó tiêu thụ oxy nhiều hơn, có bệnh nhân nó suy thất phải, bệnh nhân bị toan, bệnh nhân nguy cơ bị thiếu oxy, giảm bão hòa, bệnh nhân tụt huyết áp, thì tất cả bệnh nhân này chúng ta phải tối ưu trước khi chúng ta bắt đầu làm. Thì với các cái phần mà chuẩn bị thì chúng ta cũng chuẩn bị giống như các trường hợp bình thường. Thì đa số chúng ta cũng chuẩn bị này cũng chưa được chú ý, và nhiều khi mình gặp một cái tình huống khó thì bắt đầu lúc đó mới đứng dậm chân. Thì người ta khuyên là anh chuẩn bị sớm bằng cái chữ stop make. Cái mong muốn của chúng ta là sau khi đặt xong thì nó phải có cái để mà chúng ta theo dõi cái đặt ống vào đúng hay chưa. Tuy nhiên thực tế thì cái này còn lâu nó mới đạt được. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thì nó có cái tiêu chuẩn là chúng ta đặt, chúng ta thấy ống qua hai dây thanh thì cũng đó là cái tiêu chuẩn chính. Thì cái này phải có cái tập huấn, thì chúng tôi một năm chúng tôi tập huấn ít nhất là một lần cho tất cả các anh chị, đào tạo lại cho các anh chị trên cái mô hình đầy đủ. Sau đó thì chúng ta có kế hoạch ABCD cho các cái phương án. Nếu chúng ta thất bại phương án A thì chúng ta có phương án B, phương án C, phương án D. Thực tế các anh chị chúng ta làm trong hồi sức có gặp hay không thì may là ở Việt Nam mình nó cũng ít, nhưng cũng có một số trường hợp thì cũng gặp cái này và cuối cùng là bệnh nhân nó chết luôn, và mình đổ thừa là do hắn nặng quá hắn chết chứ không phải là do mình kiểm soát đường thở không được. Thì cái này có một số anh chị làm xong về mới thấy có vẻ hơi hối hận, cho nên mới tìm chia sẻ. Thì chúng tôi cũng rảnh ngồi nghe để mà giống như là trấn an tâm lý cho mấy anh chị, thì nên cũng biết được một số cái tình huống như vậy. Cái phiên qua cái P thứ hai ở đây là chúng ta cho thở oxy trước. Thì cái điểm quan trọng nhất là chúng ta biết là nếu mà oxy mà chúng ta để cho tự thở khí trời chỉ có mất 45 giây đến 60 giây là SpO2 liên tục. Tuy nhiên nếu như chúng ta cho bệnh nhân thở oxy trước thì cái khoảng thời gian này có thể được từ 4 đến 10 phút. Cho nên chúng ta có thời gian để chúng ta xoay sở để chúng ta đặt ống được. Cái chúng ta có nhiều cách. Thì thời gian sau khi mà Covid, ví dụ như thời gian gần đây thì người ta mới nói là cái cho thở oxy mà bệnh nhân qua cái thở bằng oxy qua cho thở oxy qua gọng mũi từ 10 đến 15 lít thì nó làm kéo dài cái thời gian bệnh nhân bị thiếu oxy trong khi mà chúng ta làm đặt đầu khí quản. Gặp những bệnh nhân mà nó không chịu hợp tác, do bệnh nhân kích thích thì chúng ta làm sao? Thì chúng ta cũng phải dự trữ oxy bằng cách là chúng ta cho ketamin cho bệnh nhân nó dịu dần dần dần, rồi sau đó chúng ta cho dự trữ oxy. Chúng ta tối ưu trước đặt nội khí quản thì chúng ta truyền dịch, chúng ta dùng thuốc vận mạch, chúng ta giải quyết các nguyên nhân ví dụ như tràn khí màng phổi, bệnh nhân cầm máu cho bệnh nhân dự trữ oxy. Câu hỏi ở đây là chúng ta dùng bao nhiêu dịch, chúng ta dùng những thuốc vận mạch gì? Thì khuyến cáo của Hội Hồi sức Hoa Kỳ năm 2023 thì người ta cũng chưa đưa ra được cái khuyến cáo ở đây vì không có đủ bằng chứng. Như vậy không có khuyến cáo thì chúng ta làm gì? Chúng ta điều trị theo cá nhân hóa từng bệnh nhân thiếu dịch thì chúng ta bù dịch. Bệnh nhân mà nó đủ dịch rồi mà nó còn giãn mạch thì chúng ta cho thuốc co mạch, thì cái này tùy theo bác sĩ đánh giá. Hiện tại người ta chưa đưa ra được cái khuyến cáo cho cái mục này. Chúng ta có dùng thuốc giãn cơ không? Chúng ta có dùng thuốc khởi mê không? Thì các bác sĩ thấy các bác sĩ cấp cứu thì gần như người ta không dùng thuốc giãn cơ, người ta cũng không dùng thuốc khởi mê. Đặt xong thì răng thì nó đi vô trong trong họng, mà môi thì nó dập. Nhưng mà may là bệnh nhân nó nằm lâu rồi, nó khi mình nhân ra viện thì nó cũng lành hết. Thì hồi sức Hoa Kỳ năm 2023 người ta khuyên là nên dùng thuốc giãn cơ và thuốc khởi mê và thuốc giãn cơ để nó tăng cái tỷ lệ thành công, giảm biến chứng và dễ cho cái việc đặt. Cái việc thì dùng thuốc nào thì người ta khuyến cáo là người ta đưa ra không khuyến cáo loại nào, có dùng là được. Thì ba cái loại này tác dụng nó như nhau. Có nên dùng giãn cơ không thì người ta khuyên là nên dùng giãn cơ rocuronium hoặc succinylcholine. Và như vậy sau khi chúng ta dùng etomidat thì nó có ức chế tuyến thượng thận, thì có dùng corticosteroid không thì câu trả lời là không. Thì đây là những cái mà người ta khuyên chúng ta nên dùng. Tư thế bệnh nhân thì để có tư thế đầu 20 độ. Về cái có dùng trước đây thì người ta là dùng Celix. Trước đây thì người ta cho thuốc trước để nó giảm cái phản ứng giao cảm. Thực tế thì hiện nay người ta không có khuyến cáo về việc này. Và một số chỗ thì chúng ta làm, ví dụ như bệnh nhân nó tai biến mạch máu não thì chúng ta dùng phentanyl, chúng ta dùng lido. Bệnh nhân
Còn nếu như một số chỗ bệnh nhân nó mới bị tai biến, ví dụ như là nó dài dài đầy thì người ta dùng Silic, còn nó không dùng hệ thống. Chúng ta cái về chúng ta có cái tiêu chuẩn gì chúng ta đặt chính xác, thì một là chúng ta thấy ống qua hai dây thanh, hai là chúng ta có cái đo ATCO2, tuy nhiên trong cấp cứu thì chúng ta chỉ thấy ống qua hai dây thanh năm, và buộc cái người làm nó phải chắc chắn để người ta làm, người ta thành thục kỹ thuật. Và về cái chăm sóc sau khi mà đặt ống thì cái điểm quan trọng nhất ở đây là người ta nó phải cho an thần. Vì lúc này chúng ta đã cho giãn cơ rồi mà chúng ta không cho an thần thì giống như là chúng ta đang trói bệnh nhân. Và cái chuyện mà chúng ta đã đặt ống rồi thì bắt buộc là chúng ta phải thở máy. Trước đây chúng ta đặt ống để bệnh nhân tự thở rồi nó cũng chết luôn. Thì hiện tại bây giờ là người ta khuyến cáo là đã đặt ống rồi thì nên cho an thần. Và sau đó thì nó có cái tình trạng là tụt huyết áp sau khi đặt ống, thì chúng ta giải quyết cái nguyên nhân. Một có thể là tràn khí bằng phổi áp lực, hai là giảm tuần hoàn trở về, ba là do các thuốc mình dùng, và cái thứ tư là do các cái nguyên nhân mà nó gây sốc tim. Thì cái nội dung báo cáo ở đây là theo trình bày theo cái quy định là 15 phút, tuy nhiên buổi chiều thì ban tổ chức góp xuống còn 10 phút, cho nên nó có hơi lố 1 phút, 2 phút. Thì cái nội dung chính ở đây là chúng ta cần phải quan tâm lại cái chuyện cơ bản AB này trước khi chúng ta đến cái phần C là các thầy đã trình bày từ hồi giờ. Thì ở đây là nó có cái 7 bước, trong đó mỗi bước thì nó có những cái hướng dẫn mới và người ta nhấn mạnh đến các cái hướng dẫn. Trước đây mình làm theo giống như thói quen, có thể mình không dùng thuốc, mình không dùng giãn cơ thì cái xác suất nó bị thất bại nhiều hơn, biến chứng nhiều hơn. Và trong này người ta chú ý đến đã đặt ống để dùng thuốc và đặt dùng thuốc giãn cơ thì chú ý ngay sau đó là chúng ta dùng an thần để giảm các cái biến chứng stress phía sau nếu như bệnh nhân sống. Xin được trân trọng cảm ơn quý thầy cô và các anh chị.